Lệ Quyên cùng hội chị em Vi Vu Hàn Quốc. Nhóm bạn thân của Lệ Quyên gồm Quách An An, đang công thăm cung điện Jeonbun, dạo phố đêm và ăn vặt ở Seoul. Hội bạn check-in Jeonbun trong ngày đầu tiên đến Seoul, hôm mùng 6 Tết. Jeonbun là cung điện nổi tiếng nằm ở phía bắc thủ đô Hàn Quốc, được xây dựng từ năm 1395 và tái thiết năm 1867. Khách du lịch thường diện trang phục truyền thống của người địa phương khi tham quan tại đây. Lệ Quyên chọn hanbok màu hồng, trắng, khoác áo lông thú để giữ ấm. Cô cho biết không phải lần đầu tiên đến Jeonbun nhưng vẫn say đắm cảnh sắc, thời tiết lý tưởng nơi đây. Các bạn thân của cô, Quách An An và Trang Công, diện thiết kế phối ren thêu hoa bắt mắt. Ba người đẹp tạo dáng nhí nhảnh, check-in các góc trong cung điện. Lệ Quyên chơi thân với Quách An An gần 20 năm kể từ khi ca sĩ, diễn viên còn hoạt động showbiz. Cả hai thường tụ tập, đi du lịch cùng Trang Công, Mai Trung Hậu, Lâm Bảo Châu và chị gái của anh. Quách An An nổi tiếng trước năm 2010 nhờ hình ảnh sexy, đa tài. Cô từng tham gia đóng phim, ca hát và diễn thời trang. Gần 10 năm trước, người đẹp dần rút khỏi làng giải trí để tập trung kinh doanh, phát triển chuỗi nhà hàng ở Mỹ. Gần đây, cô thỉnh thoảng về Việt Nam thăm bạn bè, góp sức cho một số dự án nghệ thuật trong vai trò sản xuất. Nhóm bạn khám phá ẩm thực Hàn Quốc, đặc biệt là món thịt nướng kinh điển. Dịp này, Lệ Quyên đưa con trai, bé Anthony, đi cùng. Cậu nhóc lớn bổng khi lên tuổi 12, được nhận xét đẹp trai, cá tính. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.